Xin mến chào tất cả anh em. Ngày hôm nay em có bóc hộp một cục đẩy 4 kênh 8004S anh em nhá. Cục đẩy hôm nay có gửi cho anh Đặng Ngọc Phương. Anh ở Tây Sơn Bình Định anh em nhá. Anh đã chuyển khoản cho bên em là 200.000 đồng rồi. Đó, cũng đã giáp Tết rồi anh em nhá. Các bác nhanh tay. Hôm nay em test nhanh sản phẩm này cho bác. Chất âm rất là hay đúng không ạ? Thương hiệu của LX Acoustic, công nghệ của anh em nhá. Công nghệ của anh sản xuất lắp ráp tại Trung Quốc. Chạy 64 sò LJV kép và 800W một kênh. Ở đây em đang chơi là mỗi một kênh. Em chơi một cặp 30 và một cặp đấy, một kênh chơi một quả 30 và một quả 40. Anh em có thể thấy đó, kênh B cũng vậy. Ok chưa? Đang đánh mỗi kênh đánh một quả đấy, một quả 40 và một quả 30. Tiếng rất là hay, rất là sáng tiếng. Ngược về quá khứ, có trái tim đã hóa vụn vỡ. Quá chất đúng không ạ? Thằng này hôm nay tắt nhanh em nhá. Lấy âm thanh đấy, lấy nhạc từ máy tính và em cắm thẳng trực tiếp từ cục đẩy 8004 này. Không có qua bao lọc xì lưng tiếng gì hết đúng không ạ? Kênh 3, kênh 4 nó vẫn chưa đọc đến anh em nhé. Và dây loa đây. Ok chưa? Dây loa em để sử dụng bằng sắc lưu trích hoặc là cầu xoắn này đều được. Rất là nhiều hàng em nhé. Bên em đóng như thế này thì quá ok. Đang đóng ở ngoài kia đó. Đang đóng hàng em nhé. Tầm này cuối năm rồi cho nên là đó, tí nó cũng phải gửi đi một con MA300 em đã để đây rồi. Ok chưa? Chơi con này thì quá chất luôn. Con này chơi gia đình rất hợp lý. Trong cái tầm giá là 7 triệu em nhé. 7.800.000 đồng. 7.800.000 đồng thì anh em có ngay được một cục đẩy 8004 này chơi gia đình. Và anh em thể chơi mỗi kênh chơi một cặp full 30. Kênh 3, kênh 4 anh em có thể chập polit vào chơi một quả súp hơi 50 như kia thì rất là uy lực anh em nhé. Đó, chơi quả súp 50 như kia thì quá là ok luôn. Và sản phẩm này là hàng mới chính hãng, bóc hộp, bảo hành 1 năm cho tất cả các bác. Lỗi 1 đổi 1 ngay trong tháng đầu tiên. Đó, giờ em sẽ mở thêm một cái bản nhạc khác và sẽ test kênh 3, kênh 4 hai cây còn lại cho bác. Nói chung là cái tầm này thì nó khá là bận anh em nhé, cho nên là sẽ làm video và test nhanh thôi, cho nên là các bác thông cảm. Mở một cái bản nhạc không lời nhé. Bản nhạc không lời này ok chưa? Bát chắc quá là ok đúng không ạ? Sang test kênh 3-4 còn lại. Test như này thì quá kỹ rồi đúng không ạ? Anh em đang đóng hàng ngoài kênh 3 này. Đây chưa? Kênh 3 ok nhá. Kênh 4 này. Đó, ra đủ 4 kênh nhá. 4 kênh như một luôn.
hai kênh mà em chơi, một cặp 40 và một cặp bát 30. Đánh thoải mái luôn. Ok chưa? Chất âm rất là hay. Thì các bác có nhu cầu, anh em gọi trực tiếp với bên em qua số điện thoại bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo.